chào các khán giả đã quay trở lại với chuyên mục review đồng hồ của Gia Bảo Luxury. Ngày hôm nay thì nhân vật chính của chúng ta đó là chiếc Patek Philippe Calatrava 5196R. Một biểu tượng của giới chế tác đồng hồ Thụy Sĩ, Calatrava là dòng đồng hồ được thương hiệu Patek Philippe giới thiệu vào năm 1932. Những chiếc đồng hồ Calatrava hiện lên với mặt số đơn giản, truyền thống và cổ điển, được lấy cảm hứng từ phong cách thiết kế Bauhaus mới mẻ trong thời điểm bấy giờ, đến nay vẫn nằm trong top list lựa chọn của nhiều nhà sưu tầm. Patek Philippe Calatrava, Piaget Altiplano, Cartier Santos, v.v. hiện là những mẫu đồng hồ dress watch nổi tiếng nhất trong làng chế tác toàn cầu. Để mà nói thì Calatrava có một con đường thực sự chông gai, đặc biệt là lúc mới xuất hiện. Đây là thiết kế đồng hồ ra đời ngay giữa những lúc khủng hoảng. Khác với Audemars Piguet Royal Oak, vào khoảng giai đoạn đầu của thế kỷ 20, công ty Patek Philippe & Cie đang rơi vào một cuộc khủng hoảng. Để rồi tới năm 1932, gia đình Stern, chủ sở hữu hiện tại của thương hiệu, đã chính thức tiếp quản công ty. Gia đình Stern vốn là chủ của công ty Fabrique de Caran Stern Frères, chuyên cung cấp một số đồng hồ cho Patek Philippe. Trong mục tiêu xây dựng lại danh tiếng cho Patek Philippe, gia đình đã buộc phải xác định được hướng phát triển chủ đạo của hãng, và Calatrava ra đời như một bước khởi đầu đầy tính mạo hiểm vào thời điểm 1932 khi sở hữu mặt số thiết kế tối giản theo phong cách Bauhaus mà không theo phong cách Art Deco đang rất thịnh hành lúc đó. Mẫu đồng hồ Calatrava với số hiệu 5196 đã được Patek Philippe giới thiệu vào năm 2004. Đây được xem là dòng đồng hồ tái hiện lại những chiếc đồng hồ Calatrava đầu tiên REF96. Thực tế thì chiếc REF5296 cũng có thể coi là ứng cử viên sáng giá, có nhiều điểm tương tự với chiếc Calatrava nguyên mẫu. Có điểm khác là Patek Philippe REF5296 lại sở hữu kim dây ở trung tâm và một ô cửa sổ báo ngày nằm tại cọc chỉ 3 giờ, mà không có mặt số nhỏ đếm dây riêng biệt tại góc 6 giờ trên mặt số như là chiếc REF96 hay là 5196. Với nỗ lực tái hiện lại mẫu đồng hồ tiếng vang này, Patek Philippe đã giới thiệu tới công chúng rất nhiều biến thể của 5196 trong các chất liệu như là vàng vàng, vàng trắng, vàng hồng và cả platinum nữa. Cũng hơn 70 năm sau, những chiếc Calatrava REF5196 buộc phải thay đổi vài chi tiết cho hợp với tiêu chuẩn của ngày nay. Bộ vỏ đồng hồ hiện tại có đường kính là 37mm, còn ở thiết kế nguyên bản thì con số này chỉ là 33mm. Là một chiếc đồng hồ dress watch thanh lịch, lấp ló dưới ống tay áo sơ mi, Patek Philippe REF5196 chỉ dày có 7,68mm. Mẫu đồng hồ hiện tại ở Gia Bảo Luxury có mã hiệu chính xác là 5196R001, một thiết kế có bộ vỏ vàng hồng và mặt số bạc xước dọc lịch thiệp. Mặc dù kích thước đã thay đổi, nhưng kiểu dáng cổ điển của chiếc đồng hồ nguyên bản vẫn được giữ lại. Bộ vỏ sáng bóng và nắp đáy kín đằng sau, trong khi vành bezel phẳng và sáng loáng ở bên trên, cố định mặt kính sapphire chắc chắn. Càng nối dây vắt chéo được tích hợp vào bộ vỏ khung và làm cong nhẹ để có thể ôm vào cổ tay người đeo. Phối hợp cùng vỏ khung vàng hồng của Patek Philippe REF5196R không gì khác là dây đeo da cá sấu có màu nâu, vừa ấm áp và vừa thanh lịch. Mặc dù có khả năng kháng nước ở mức 30m, nhưng tôi hy vọng rằng Patek Philippe sẽ nâng cấp thêm tính kháng nước cho chiếc đồng hồ này. Tin tôi đi, nếu như bạn là tín đồ của đồng hồ nhiều kim hay có trên dòng đồng hồ chronograph hay là nhiều mặt số phụ như là đồng hồ lịch vạn niên thì chắc hẳn bạn sẽ không yêu thích nổi mặt số của mẫu đồng hồ Calatrava 5196R. Bởi thiết kế này thì có một mặt số đặc biệt là đơn giản. Hai kim giờ và phút được đặt ở trung tâm sẽ chạy quanh 12 cọc đính giờ bằng vàng hồng cùng những chấm nhỏ ngoài rìa mặt số, trong khi mặt số phụ đếm dây riêng biệt sẽ nằm trên cọc chỉ 6 giờ. Luôn để ý tới tiểu tiết, từng cọc chỉ giờ đều được vắt cạnh sáng bóng và luôn đồng đều về mặt chất lượng. Sự đơn giản và tinh tế chính là điểm cộng ưu tú nhất mỗi khi nhắc về chiếc Calatrava 5196R hiện tại. Cung cấp năng lượng cho Patek Philippe Calatrava REF5196R hiện tại là bộ máy 215PS, chỉ dày có 2,55mm. Bộ máy này gõ 28.800 nhịp trên 1 giờ và có thể vận hành trong khoảng 45 giờ đồng hồ. Tuy được đóng nắp đáy kín, song Patek Philippe tiết lộ trên website chính thức của mình rằng Caliber 215PS là một bộ máy đạt chuẩn chính xác bởi con dấu Patek Philippe Seal,
với dây tóc Spiral Max và bánh xe cân bằng Viro Max. Và đó là những điểm đặc biệt của nhân vật chính của chúng ta trong video ngày hôm nay, chiếc Patek Philippe REF 5196R đang có mặt tại Gia Bảo Luxury. Không biết rằng các bạn khán giả cảm nhận như thế nào về mẫu đồng hồ này, liệu có muốn sở hữu một cỗ máy thời gian như vậy hay không? Hãy để lại ý kiến của mình ở phần bình luận bên dưới để cùng trao đổi với chúng tôi. Đừng quên theo dõi những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!